Ni hao, tiếng Trung Ánh Dương xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bài học hôm nay, chủ đề mua bán mặc cả. Mua bán và mặc cả là chủ đề giao tiếp được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống. Vậy làm thế nào để mua bán và mặc cả giá hiệu quả? Tiếng Trung Ánh Dương xin giới thiệu tới các bạn 40 mẫu câu mặc cả cực đỉnh. Các bạn hãy thử tham khảo và áp dụng nhé. Trong bài học hôm nay, mình sẽ giới thiệu trước tới các bạn 20 mẫu câu mặc cả giá. Mời các bạn đọc theo mình. Thảo giá, hoán giá. Thảo giá, hoán giá. Có nghĩa là mặc cả giá. Nâng gây wǒ gè zhě kòu ma? Nâng gây wǒ gè zhě kòu ma? Có thể chiết khấu cho tôi không? Nâng nghĩa là có thể. Gây wǒ là cho tôi. Zhě kòu là chiết khấu, giảm giá. Zhě xiě yī fú tǎ tè jià ma? Zhě xiě yī fú tǎ tè jià ma? Zhě xiě yī fú, những chiếc quần áo này. Tǎ tè jià có nghĩa là đem lại giá ưu đãi hay có nghĩa là giảm giá. Câu này dịch là những chiếc áo này có giảm giá không? Một câu tiếp theo. Zhè jiè qián kě yǐ shàng liáng ma? Zhè jiè qián kě yǐ shàng liáng ma? Zhè jiè qián là giá cả. Kě yǐ có thể, shàng liáng thương lượng. Giá cả có thể thương lượng được không? Mài yǐ sōng yǐ zěměyǎng? Mua một tặng một thế nào? Mài là mua, sōng là tặng. Zěměyǎng như thế nào? Là câu hỏi ý kiến. Mẫu câu tiếp theo. Kě yǐ gěi wǒ gěng hǎo de jiè qián ma? Kě yǐ gěi wǒ gěng hǎo de jiè qián ma? Có thể cho tôi giá mềm hơn không? Kě yǐ là có thể. Kě yǐ ma? Đây là một cấu trúc câu hỏi đề nghị. Gěi wǒ cho tôi. Jiè qián giá tiền. Nhóm mẫu câu tiếp theo, đây là những mẫu câu mặc cả từ phía người mua. Piến yi điển de hua, wo ma shang mai. Piến yi yi điển de hua, wo ma shang mai. Piến yi nghĩa là rẻ, ngược lại là quẩy. Yi điển một chút. Ma shang lập tức. Nếu rẻ hơn, tôi sẽ mua ngay. Zhè jiè qián chào chú wǒ de yù suàn le. Zhè jiè qián chào chú wǒ de yù suàn le. Giá này cao hơn so với dự định của tôi rồi. Jiè qián giá cả, chào chú vượt qua. Yù suàn dự định, dự kiến. Wǒ bǎi kuài wǒ jiù mái. Wǒ bǎi kuài wǒ jiù mái. Nếu mà bán 500 tệ thì tôi sẽ mua. Mẫu câu tiếp theo. Zhè jiè qián tài lǐ pǔ lè bǎ? Zhè jiè qián tài lǐ pǔ lè bǎ? Giá này cao hơn với giá thị trường rồi đấy. Lǐ pǔ tức là cách xa với thực tế. Ta có thể dịch là cao hơn giá thị trường. Mẫu câu tiếp theo. Tài quỷ lè, wǒ mǎi bù qǐ. Tài quỷ lè, wǒ mǎi bù qǐ. Đắt quá, tôi không mua nổi được. Mài bù qǐ có nghĩa là không mua được, không mua nổi. Nǐ shuō duòshǎo qiān? Nǐ shuō duòshǎo qiān? Ví dụ bạn thấy giá tiền quá cao, mình có thể ngữ điệu nâng cao lên. Bạn nói bao nhiêu tiền cơ? Nhóm mẫu câu tiếp theo, đây là nhóm mẫu câu dành cho người bán. Câu thứ nhất. Jīn tiān tè jià. Jīn tiān tè jià. Hôm nay có giảm giá. Jīn tiān hôm nay tè jià. Giá đặc biệt hay còn có nghĩa là giảm giá. Yǐ jīng gòu piān yì lè. Yǐ jīng gòu piān yì lè. Đã rẻ lắm rồi. Wǒ men měi lì rùn lè. Wǒ men měi lì rùn lè. Mấy có nghĩa là không, lì rùn lợi nhuận. Chúng tôi không có lãi rồi.
我要先问老板. 我要先问老板. Để tôi hỏi ông chủ trước. 要 phải, cần, xiên là trước. Xiên vân hỏi trước, lão bản là ông chủ. Nhi chân huy chiến giả. Nhi chân huy chiến giả. Chị thật biết mà cả giá đấy. Chân huy, thật sự biết, chiến giả là mà cả giá. Một câu tiếp. Wo men an tình giả chu sâu. Wo men an tình giả chu sâu. Đây là mẫu câu mà bạn không muốn giảm giá. Chúng tôi đã niêm yết giá bán rồi. An tinh chia tức là căn cứ theo giá cố định, chu sổ là bán ra. Tiếp theo, ní xiang yào tố sổ chiến. Ní xiang yào tố sổ chiến. Đây là mẫu câu mà bạn muốn thương lượng giá với người mua. Bạn muốn trả giá bao nhiêu? Xiang là muốn. Xiang yào là muốn. Tố sổ chiến bao nhiêu tiền? Thái tí lở, cao tiền hảo má. Thái tí lở, cao tiền hảo má. Tí là thấp, cao là cao, hảo má là một mẫu câu hỏi thuyết phục, được không? Thấp quá, giá cao hơn chút được không? Như vậy, mình đã tự giới thiệu tới các bạn 20 mẫu câu mua bán mặc cả giá đầu tiên dành cho cả người bán và người mua. 20 mẫu câu này rất là hay, đúng không? Các bạn hãy luyện tập với các mẫu câu này và thử áp dụng trong mua bán trao đổi với người Trung Quốc nhé. Các bạn hãy cùng theo dõi kênh của Tiếng Trung Ánh Dương để tiếp tục đón xem 20 mẫu câu mua bán mặc cả giá trong phần thứ 2. Tiếng Trung Ánh Dương xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau. 再见。